Chúng ta cùng đi vào ví dụ đầu tiên của cái dạng toán số 1. Các em chú ý dạng toán của chúng ta là xác định các hệ số trong khai triển. Hệ số chứa x mũ k. Ok chưa? Ví dụ số 1 đây. Tìm hệ số của số hạng chứa x mũ 12 trong khai triển. 2x trừ đi x bình phương và tất cả mũ 10. Đề bài cho chúng ta 4 đáp án chúng ta lựa chọn đây. Đáp án A, hệ số là C8 của 10. Đáp án B là 2 mũ 8 nhân với C2 của 10. Đáp án C là C2 của 10. Và cuối cùng đáp án D là trừ C2 của 10 và nhân với 2 mũ 8. Em viết xong đề chưa? Chúng ta sẽ cùng phân tích này. Thì đối với cái dạng toán này, mục tiêu của chúng ta là khai triển nó ra. Cái hướng đi của chúng ta sẽ là khai triển cái nhị thức Newton này ra. Khai triển dựa vào công thức nào? Các em đừng dựa vào công thức khai triển mà dựa vào công thức thu gọn ấy, tổng sigma ấy, được chưa? Riêng đối với dạng toán này thì chúng ta dựa vào công thức tổng sigma. Khai triển dựa vào công thức đó, sau đó chúng ta biến đổi và ép làm sao cho x mũ 12 với lại x mũ trong cái khai triển chúng ta nó như nhau. Hiểu chưa? Cái này chúng ta đưa về dạng đó là cùng mũ. Ok rồi. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em cách trình bày tự luận cũng như là viết bài ví dụ số 1 này. Chúng ta có đây. Ta có này. 2x trừ đi x bình phương tất cả mũ 10. Đầu tiên, các em xác định cho thầy đâu là A, đâu là B và đâu là N. Thì ở đây chính là A này, 2x chính là A. Còn lại, trừ x bình phương chính là B. Và đây là N. Tại sao trừ x bình phương lại là B? Tại vì ở đây thầy sẽ viết lại thành như sau nhá. Các em để ý này. 2x trừ này thầy sẽ viết thành cộng với âm x bình phương. Đúng chưa? Và tất cả mũ 10. Đến đây chúng ta khai triển theo cái công thức nhị thức Newton. Tổng sigma k chạy từ 0 cho đến n. N ở đây là bằng bằng 10. Xong. Nhân với CK của N. CK của N.